chưa hiểu được à? Nơi con được sinh ra, nơi mà mẹ suýt mất mạng, có thể dễ dàng quên được như thế hả mẹ? Trừ khi mẹ cố tình muốn quên ạ. Tôi xin anh đấy. Những chuyện hôm nay mà anh biết, mong anh đừng nói với bất kỳ ai cả. Chị không nên làm như thế. Anh Thắng có quyền được biết sự thật. Anh Thắng có thể thông cảm cho tôi, nhưng gia đình anh ấy thì không. Nhưng tôi thấy dù sao, việc này không thể giấu mãi được. Tôi sẽ chờ tới khi chị nói việc này với anh Thắng. Tôi nói cho anh biết, tôi cấm anh không được nói gì với anh Thắng.